Chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái đề tài khóa cửa thông minh của mình. Đây là chương trình. Còn đây là cái mạch mình đã vẽ. Mình sơ lược về hệ thống nhé. Thì cái khóa thông minh này thì sẽ có 3 lớp bảo vệ. Đầu tiên là tay phát RF. Thì mỗi tay phát thì mình phải mã hóa cho nó thì nó mới nhận được tay phát, với cả bộ thu và mã hóa cùng nhau thì nó mới nhận được. Thứ hai là mật khẩu thì gồm 6 ký tự này thì mọi người đều biết rồi. Và thứ ba nó là thẻ RFID. Để thì ba cái lớp này thì tức là ba điều kiện để mở khóa thì phải đủ, tức là phải có 2 trong 3 điều kiện thì cửa mới mở. Tức là ở đây có cái khóa điện đây thì cửa mới mở. Để mình bật lên nhé. Đây là cái mô phỏng, mình mô phỏng cái RFID để nhận gửi dữ liệu. Thì mình giới thiệu sơ qua, ở đây có bàn phím bao gồm phím số, phím home dùng để trở về khi có bất kỳ sự cố gì, hoặc là mình muốn quay về trạng thái ban đầu thì mình nhấn phím home. Phím clear thì lúc mình nhập sai mật khẩu thì mình có thể xóa được. Bên này ta có đèn led báo trạng thái của RF, tức là báo trạng thái phím RF có được bấm hay chưa. Ở đây thì hệ thống này thì có cả laser nhé. Khi mà laser báo động ấy, khi mà có người đi qua thì còi báo động này sẽ kêu. Đây này, còi báo động sẽ kêu, đi qua hay lại không sao cả, chỉ cần đi qua một lần thôi là còi báo động kêu. Để tắt còi báo động thì bắt buộc để tắt lúc mà nó kêu rồi ấy, thì chỉ có thể dùng mật khẩu này, dùng thẻ RFID này, hoặc là dùng tay phát RF để tắt nó đi. Đó, để tắt nó đi. Nếu mà mình trước khi vào nhà ấy, thì mình có thể dùng tay phát RF để mình tắt cái còi này đi trước. Đây, mình tắt đi nhá. Mình hôm tắt đi trước. Đấy, mình tắt đi một cái là đi qua thoải mái, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái đèn này nó sẽ tắt đi để biết là mình tắt đi rồi. Đấy, mình bật lên một cái là báo RF này. Đấy, còi báo động kêu rồi. Đấy, mình nhập mật khẩu rồi. Đấy, mật khẩu mặc định của này là 6 số 0 nhé. Đủ rồi, tắt còi nhé. Mình bấm phím home để reset tất cả các thứ này. Đây là cái cảm biến ở cửa. Cảm biến này thì là thường đóng giống như công tắc hành chính thôi. Thì để tắt cái loa này. Dùng à, đây là cái còi. Cái còi còi báo đang mở cửa. Đấy. Mình nhấn lên phát là cửa mở ra phát là còi này kêu liên tục này. Đóng cửa phát là còi thôi nhé. Đây là đèn báo trạng thái của thẻ RFID, tức là khi có một thẻ được quét mà nó đúng thì cái này nó sẽ báo đèn. Đây là cái khóa điện. Khóa điện này thì mình thay bằng cái đèn led này, nhìn nó dễ. Cái này chính là cái mình giả lập thay thế cái module RFID. Thì mình thử cho hệ thống làm việc nhé. Đủ 2 trong 3 điều kiện mình có thể nhập cái gì trước cũng được. Mình ở đây mình nhập mật khẩu trước đi, khẩu mặc định là 6 số 0. Ok. Ở đây mình một trong 2 điều kiện bất kỳ rồi. Khóa chỉ mở trong vòng 1 giây thôi.
Khi này thì các điều kiện nó về không hết rồi. Mình nhập lại mật khẩu nhé. Ok. Ở đây mình thẻ RFID này thì do giới hạn của con chip mình lập trình thì mình chỉ lập trình sẵn tối đa được 3 thẻ RFID cộng với một thẻ meter dùng để đổi mật khẩu. 3 thẻ RFID dùng để mở khóa. Thẻ meter thì không thể dùng không không thể mở khóa được, nó chỉ dùng để đổi mật khẩu thôi. Mình nhập một thẻ bất kỳ mình để trong này. Thẻ này bao gồm 10 ký tự. Đây, mình nhập đúng cái là có thẻ này và khóa được mở. Tiếp theo là mình nhập thẻ, mình dùng thẻ và cái mã RF đi. Rồi, có trạng thái của thẻ đã được nhận, bấm đây phát phát rồi khóa mở cửa. Ok nhé. Giờ đến đổi mật khẩu. Đổi mật khẩu thì mình phải có thẻ master. Thẻ master. Nó sẽ vào giao diện đổi mật khẩu mới. Nhập mật khẩu mới thì ở đây thì không cần nhập mật khẩu cũ nhé. Không cần nhập mật khẩu cũ, chỉ cần thẻ master có thể đổi được mật khẩu. Không chúng ta có thể quay về màn hình chính bất kỳ lúc nào cũng được. Mình mà không không nhập đúng là không có hiện tượng gì xảy ra. 9 này. Đổi mật khẩu nhập mật khẩu mới này. Nhập 1 2 3 3 nhập 4 nhưng mà quên mất là nhập 3 đúng không? Đúng clear xóa nhận được. Nhập lại 2 3 4 5 6. Nhập sai. Lại clear. 1 2 3 4 5 6. Nhập lại mật khẩu mới nhé. Mình nhập sai mật khẩu mới nhé. 2 3 4 5 5. Sai mật khẩu mới. Lại bắt buộc mình phải nhập lại mật khẩu. Này thì không còn xa lạ gì với các bạn rồi. Rồi, đã đổi mật khẩu. Thì sau khi đổi mật khẩu nó tự quay vào màn hình chính nhé. Mình có thể dùng mật khẩu mới để mở khóa. Ok. Đây mình nhập thẻ còn lại đi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có thẻ mở khóa, ok nhé. À đây còn một chỗ nữa. Đó là nhập mật khẩu sai quá 3 lần thì nó sẽ khóa hệ thống. Đây mình cho nhập sai tự động. Nãy mình đổi nhé, mật khẩu mặc định là 600. Vừa rồi mình đổi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sai mật khẩu quá 3 lần thì bị khóa hệ thống. Rồi. Rồi, hệ thống bị khóa. Để mở khóa hệ thống thì đơn giản thôi. Đợi 30 giây này hết. Xin chào các bạn nhé. Chào mọi người.